Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thời sự cuối tuần ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và nhanh chóng đi vào phần tin tức ngày hôm nay. Đầu tiên hết là phần tin quốc tế. Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động cuộc không tập nhắm vào nhóm dân của người Kurd ở tại Iraq và Syria, sát hại ít nhất là chín binh sĩ tại đây bản tin từ istanbul cho biết thì thổ nhĩ kỳ đã thực hiện một loạt những cái cuộc không tập nhắm vào dân quân người Kurd ở các quốc gia láng giềng gồm có iraq và syria vào ngày thứ bảy giới chức bộ quốc phòng của thổ nhĩ kỳ cho biết gì trên và việc này diễn ra một ngày sau khi mà có cuộc tấn công vào căn cứ quân sự của thổ nhĩ kỳ ở tại iraq và khiến cho chính binh sĩ của thổ nhĩ kỳ đã bị thiệt mạng và thổ nhĩ kỳ thường xuyên vẫn thường có các cuộc không tập nhắm vào các mục tiêu ở syria và iraq tin rằng là thuộc về cái uh, nhóm quản trị của người kurd gọi là kurdistan worker party hay còn gọi tắt là pkk một uh, nhóm phong trào tranh đấu mà thổ nhĩ kỳ uh, gọi rằng là phong trào ly khai và những kẻ khủng bố và bộ quốc phòng cho biết các cuộc tấn công này nhắm vào mục tiêu ở Medina, hakurd và gara cũng như khadil ở phía bắc của iraq tuy nhiên họ không cho biết các cái uh, khu vực ở phía uh, syria như thế nào đây là nơi được xem có rất nhiều những cái hang động uh, trú ẩn của các lo nhóm dân quân người Kết chống lại chính quyền của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây được xem là một trong những cuộc tấn công mới nhất của Thổ Nhĩ Kỳ ra tay trong lúc tình hình của Trung Đông đang có chiều hướng căng thẳng và bùng nổ bạo loạn ở khắp nơi. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay. Cùng một lượt thì lực lượng Hoa Kỳ lại có thêm một cái cuộc tấn công khác vào Nho German nơi mà nhóm thi kiểm soát và cảnh báo rằng các chiếc tàu nên tránh khỏi khu vực biển Hồng Hải. Bản tin từ Washington cho biết thì lực lượng Hoa Kỳ vào sáng ngày thứ Bảy hôm nay lại có thêm một cái cuộc tấn công khác vào các cái khu vực do nhóm Hồi giáo Houthi kiểm soát ở tại Yemen và thúc đẩy các tàu thương mại tạm thời không nên di chuyển qua khu vực Hồng Hải một ngày sau khi mà họ đã có hàng loạt các cuộc không tập nhắm vào các vị trí của Houthi. Hãng thông tấn AP cho biết rằng là họ đã nghe nhiều tiếng nổ lớn từ các cuộc không tập của Hoa Kỳ trong khi đó thì trung tâm chỉ huy của Hoa Kỳ ở tại đây nói rằng họ vẫn tiếp tục đi theo cái hướng hành động vào ngày thứ Bảy ở cái giờ địa phương nhắm vào cái hệ thống radar của Horty và thực hiện ít nhất là một số những cái cuộc tấn công nhắm vào họ sau khi mà các cái hỏa tiễn của Hoa Kỳ từ chiếc khu trục hạm Connie đã sử dụng Tomahawk để tấn công vào khu vực này. Đây lần đầu tiên thì họ đã tấn công khoảng 28 vị trí ở, ở tổng cộng 60 mục tiêu và ông Joe Biden nói đã cảnh cáo ngày thứ sáu là nhóm hồi giáo Houthi sẽ đối diện với các cái cuộc tấn công bằng không tập và cuộc tấn công mới nhất diễn ra sau khi mà lực lượng hải quân Hoa Kỳ ngày thứ sáu cảnh cáo rằng các chiếc tàu mà mang cờ của Hoa Kỳ phải uh, tránh xa khu vực của Yemen và Hồng Hải và cũng như là vùng Vịnh Gấp of Aden trong vòng 72 giờ đồng hồ sau khi mà họ có cuộc tấn công đầu tiên và lời cảnh cáo này đưa ra giữa lúc mà phía Hoa tuyên bố là sẽ trả đũa và sẽ tiếp tục tăng cường tất cả những cái cuộc tấn công vào các tàu di chuyển tại đây lực lượng quân sự của Hoa Kỳ và tòa bạch ốc đã cho biết rằng họ dự tính là phía Hoa sẽ có cuộc uh, tấn công trả đũa đây được xem là một trong những cái biến chuyển mới nhất sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc đã mở các cuộc không tập vào à, các cái vị trí của nhóm dân quân Hồi giáo Houthi tại Yemen. Đó là bản tin liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới thời sự quốc tế ngày hôm nay, Joe Biden đã bác bỏ việc sẽ có cuộc chiến với Iran sau khi mà tấn công nhóm Hồi giáo Houthi. Chỉ một ngày sau khi Hoa Kỳ và Anh Quốc thực hiện các cái cuộc không tập nhắm vào nhóm Hồi giáo Houthi ở Yemen do nhà nước Iran hỗ trợ, ông Tổng thống Joe Biden đã bác bỏ cho rằng Hoa Kỳ đã bước vào một cái cuộc chiến gián tiếp với lại Iran. Trên hai chục khu vực của Yemen đã bị đánh bom và trong đó gần như là nơi đây có những cái nơi trú ẩn của các nhóm Hồi giáo này đã tấn công vào các cái tàu bè di chuyển ở trên vùng biển Hồng Hải trong thời gian qua và khi trả lời với lại thông tín viên tại Arlington thì Pennsylvania thì ông Joe Biden đã bác bỏ cho rằng là việc này có thể sẽ khởi động một cuộc đối đầu quân sự và cuộc chiến với lại Iran và ông ta trả lời no tức là không tiếp theo việc tấn công nhóm hồi giáo Houthi thì Biden nói rằng các cuộc tấn công này của Houthi đã gây nguy hiểm cho binh sĩ Hoa Kỳ cho các thường dân và các đối tác cũng như là thách thức về vấn đề mậu dịch đe dọa tới tự do hàng hải và ông ta nói rằng washington và các đồng minh sẽ không để cho các cuộc tấn công này tiếp tục xảy ra và họ phải bảo vệ cho quyền tự do an ninh hàng hải và tôi có thể ra lệnh trực tiếp cho tất cả những cái đơn vị của chúng tôi ở bên đó để mà có thể bảo vệ cho người dân và kể cả cái những cái chuyến hàng quốc tế thương mại tại khu vực này là một điều cần thiết và phát công viên của à, Tòa bạch ốc là ông John Kirby cũng xác nhận rằng ông Joe Biden đã chấp thuận cái cuộc không tập này vào thứ ba sau khi mà ông đã làm việc với lại toán an ninh quốc gia và John Kirby chỉ ra một điểm cho thấy là ông tổng thống rất cảm thấy tự tin là có đầy đủ quyền pháp lý để mà thực hiện cái quyền hành pháp của tổng thống trong các cuộc tấn công này. Hầu hết thành viên của đảng dân chủ đã lên tiếng và nói rằng ông Joe Biden đã vi phạm vào Article số 1 của hiến pháp và trong đó tấn công mà chưa có sự đồng ý của quốc hội đó là bản tin liên quan tới tình hình của quốc tế ngày hôm nay và liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay một chiếc trực thăng của cơ quan an toàn công cộng của texas đã gặp tai nạn tại gần biên giới mexico và khiến cho một số người trên trực thăng đã bị thương bản tin từ sport for texas cho biết thì một chiếc máy bay trực thăng của cơ quan an toàn công cộng tuần tra khu vực biên giới ở Mexico đã gặp nạn vào tối ngày thứ năm theo tường trình của cơ quan này cho biết như trên và chiếc uh, trực thăng một máy này cùng với lại một phi công và một uh, phi công phụ đã ở trên cái chuyến uh, máy bay này và đã bị uh, gặp tai nạn và lúc 7 giờ 20 phút tối ở gần Spotford ở uh, County và trong đó gần như là bởi vì chiếc trực thăng này đã bị mất điện theo tường trình của giới chức tại đây cho biết và cả hai người đều bị thương nhẹ và cả phi công lẫn phi công phụ và họ không cho biết thêm chi tiết là họ đã có dùng điện thoại như thế nào để liên lạc và cấp cứu tại đây. Cơ quan an toàn vận chuyển quốc gia và cơ quan kiểm soát về à, hàng không dân sự là FAA trong ngày thứ sáu cho biết họ đang điều tra cái tai nạn này và với lại cái à, gửi một nhân viên điều tra tới để mà điều tra về tai nạn này để được xem là tai nạn mới nhất liên quan tới tình hình tuần tra ở biên giới sau khi mà thống đốc của tiểu bang à, Texas là ông Craig Abbott đã có những chính sách cứng rắn hơn. Cùng một lượt thì thống đốc của Illinois đã lên tiếng năng nỉ thống đốc Texas là chấm dứt và không nên gửi thêm di dân bất hợp pháp tới tiểu bang này. Thống đốc đảng Dân Chủ của Illinois là j đã lên tiếng yêu cầu và cầu xin ông thống đốc tiểu bang Texas là Greg Abbott là không nên gửi các xe bus chở di dân tới bất hợp pháp tới Chicago giữa lúc mà nơi đây đang có một cái trận bão mùa đông khá mạnh. Chicago được xem là nơi mà nằm trong các cái thành phố dân chủ quản trị tuyên bố họ là những thành phố trú ẩn cho là di dân bất hợp pháp và ngay sau đó thì ông Greg Abbott trong hơn một năm qua đã gửi hàng ngàn di dân bất hợp pháp tới Chicago và các thành phố trú ẩn cho di dân bất hợp pháp kể cả họ ông sử dụng bằng máy bay, xe bus và kể cả hệ thống xe lửa và trong lúc mà với cái mức độ mà báo động của liên bang tôi cầu xin ông là và nên tha thứ cho hàng ngàn người không có điện và trong đó họ sẽ sống ở bên ngoài đường và ông Pringer đã viết như trên trong một lá thư gửi cho ông Apod và tờ Chicago Sun Time đã nhìn thấy và báo cáo vào ngày thứ sáu vui lòng đừng gửi tới bởi vì cái cơn bão mùa đông đang đe dọa gây tổn thương cho người dân và điều này có thể sẽ gây nguy hiểm cho sinh mạng của cả những di dân bất hợp pháp đây được xem là một trong những cái lá thư chính thức của ông thống đốc tiểu bang Illinois sau khi mà phía ông của ông thống đốc của tiểu bang Texas đã gửi đến tất cả những thành phố do đảng dân chủ quản trị và hầu hết là những thành phố được xem là trú ẩn của di dân bất hợp pháp những di dân này và tình trạng à, thời tiết ở Chicago hiện nay gần như là đang à, ở mức đông lạnh và có thể sẽ gây nguy hiểm cho cả người dân và cả những người sống vô gia cư tại đây đây được xem là một trong những cái à, tin tức mới nhất trong khi đó thì văn phòng của ông ta Greg Abbott đã đưa ra một cái thông báo nói rằng thống đốc Ringer đã th tự hào gọi người Illinois là sẽ đón chào tất cả những di dân bất hợp pháp cho tới khi mà thống đốc Greg Abbott đã bắt đầu chuyển di dân tới Chicago. Đó là lời phát biểu của Andrew Mahaleris, được xem là phát ngôn viên văn phòng của ông Abbott đã đưa ra trong một email. Và thống đốc Abbott đã bắt đầu chuyển tất cả những di dân bất hợp pháp từ tháng 4 năm 2022 để cung cấp cho tất cả những thành phố mà trú ẩn mà cho di dân bất hợp pháp. Và điều này là một cái mức độ gọi là sai lầm và thất trách của chính quyền joe biden và thay vì quý vị chỉ trích texas tại sao quý vị không nói chuyện với lại ông joe biden để thay đổi chính sách di trú và bảo vệ biên giới của chúng ta đây được xem là một trong những cuộc đối đầu mới nhất của thành phố chicago thuộc tiểu bang illinois với lại thống đốc của tiểu bang texas đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới Hoa Kỳ ngày hôm nay chủ tịch Ủy ban Tư pháp tại Hạ viện là ông Jim Jordan đã yêu cầu FBI là phải chuyển giao tất cả những thông tin mật có liên quan tới số tiền 10 triệu Mỹ kim của Hunter Biden và Jordan đã được hối lộ bởi một nhân vật đứng đầu của công ty về khí đốt thiên nhiên ở Ukraine là công ty Burisma trong ngày thứ năm lá thư gửi ra cho giám đốc điều hành cơ quan FBI là Christopher Ray Ông chuyên yêu cầu à, đưa ra tất cả những chứng từ trong ngày 1 tây tháng 3 năm 2017 và các hồ sơ mật này được xem là có những cái tin tức mà quan trọng mà ủy ban đang tìm cách điều tra về những hoạt động thương mại của ông Hunter Biden ở hải ngoại trong tiến trình đàn hạch đối với lại ông tổng thống Joe Biden theo tường trình của tờ New York Post đưa ra và ông Joe ông Joe Biden cho biết <laughs> Đây là kết quả mà họ nói rằng họ cần có được cái hồ sơ này và nó đã đề ngày 30 tây tháng 6 năm 2020. Trong đó có những cái tin tức liên quan tới lúc mà ông Joe Biden còn là phó tổng thống à, à, lúc còn là phó tổng thống đã nhận hàng triệu Mỹ kim tiền hối lộ và cần thiết trong việc làm việc của ông ta và cái uh, deadline mà ông đưa ra cho cái cơ quan FBI là ngày 19 tây tháng 1. Ủy ban yêu cầu cái uh, tập tài liệu này cần phải dự chuyển giao cho ủy ban trong tiến trình đàn hạch của chúng tôi, lá thư đã viết như trên. Và tập tài liệu của FBI có tên gọi tắt là FD1023 đã được sử dụng để mà thu lượm tất cả những tin tức liên quan tới cái cuộc hối lộ của Joe Biden lúc còn là phó tổng thống và con trai của ông ta. Và ông Joe, uh, ông Joe Biden thì chỉ ra cái cuộc điều trần cho thấy từ một cái uh, công tố viên của phía tây của Pennsylvania có tên là Scott Brady người đã nói chuyện với các nhà lập pháp vào hồi tháng 10 là ông ta chịu trách nhiệm trong vấn đề liên quan tới cái uh, tin tức liên quan của với Ukraine năm 2020 và sau đó thì uh, dưới cái sắc lệnh của Bộ trưởng Tư pháp thời điểm đó là ông William Barr thì uh, phía của uh, họ cho biết rằng họ phải ngưng lại các cuộc điều tra này đây được xem là một trong những cái chi tiết mới nhất liên quan tới cái tập hồ sơ hối lộ lên tới 10 triệu Mỹ kim dành cho hunterbren và có thể là joe biden đó là bản tin liên quan tới tình hình của hoa kỳ ngày hôm nay và cũng liên quan tới hoa kỳ ngày hôm nay dân biểu cly lên tiếng và nói rằng fanny willis đã sử dụng nguồn ngân quỹ của liên bang để mà có cuộc điều tra một cách bất hợp pháp dân biểu andrew Klein đã lên tiếng lo ngại vào ngày thứ sáu nói rằng là bà ông rất lo ngại về việc mà biện lý của quận phu ở tại georgia là bà fanny willis đã sử dụng cái tài khóa và ngân sách của liên bang để thực hiện tiến trình được xem là điều tra với cựu tổng thống Trump và các người đứng xung quanh của ông, tổng số tiền lên tới 3.8 triệu mỹ kim. Bà Penny Willis vốn là biện lý của quận Fulton County, Georgia đang đối diện với các cáo buộc trong tuần này là bà ta đã có một mối quan hệ tình cảm với người lãnh đạo công tố viên được bổ nhiệm để mà điều tra và truy tố với ông Trump trong việc mà xen vào bầu cử và biến chuyển này diễn ra giữa lúc mà đảng cộng hòa đang tìm cách giám sát công việc của bà ta và trong đó thì cái yêu cầu là về cái công cái công ty và ông công tố viên này có tên là Nathan Wade bị cáo buộc đã nhận lệ phí lên tới 650 ngàn mỹ kim theo tường trình của tờ New York Times và tôi nghĩ rằng số tiền này đã được chi trả ra bởi cái ngân quỹ của chính quyền liên bang và điều này đã vi phạm trầm trọng vào cái luật tài chánh và dân biểu Clyde đã cho biết như trên và đây được xem là một trong những cái chi tiết khá quan trọng và Clyde vốn là một thành viên của cái quỹ ban đặc trách về à, à, gọi là house freedom cam và nói rằng quý vị đều biết được tất cả những điều mà chúng tôi đang làm hiện nay là minh bạch số tiền thuế của người dân và không thể để cho số tiền thuế của người dân bị lạm dụng bởi những hành động tấn công về mặt chính trị đó là một trong những cái tin mới nhất liên quan tới tình hình của Georgia. Cùng một lượt thì ông James Comer và ông uh, Jim Jordan đã lên tiếng và nói rằng việc mà buộc tội Hunter bên khinh thường quốc hội sẽ tiếp tục diễn ra bất kể ông này đã thay đổi ý định là muốn điều trần kín đối với các quỹ ban ở Hạ viện. Các chủ tịch của ít nhất là hai quỹ ban ở tại Hạ viện của Đảng Cộng hòa nắm quyền đa số là uh, quỹ ban uh, về uh, trách nhiệm và à, đạo đức cũng như là cái ủy ban đặc trách về à, xin lỗi giám sát và trách nhiệm cũng như là ủy ban tư pháp của Hạ viện đã quyết định sẽ thúc đẩy cái cuộc bỏ phiếu trên toàn Hạ viện cho việc khinh thường quốc hội của ông Hunter Biden sau khi mà ông ta đã không đáp ứng hai cái tác hầu. Bản tin mới nhất cho biết thì mặc dù ngày hôm qua luật sư của ông Hunter Biden đã lên tiếng và nói rằng ông ta sẵn sàng chấp thuận một cuộc điều trần kín nếu có thêm một cái tác hầu mới tuy nhiên thì à, trong lá thư gửi ra bởi hai gia chủ tịch của quỹ ban gồm có ông James Comer và ông Jim Jordan cho biết là việc này đã không còn có giá trị bởi vì ông Hunter Biden đã nhận được ít nhất hai cái tra trái hầu được xem là có giá trị và hợp pháp và ông ta đã chọn lựa là không xuất hiện để mà đáp ứng tất cả những yêu cầu của các quỹ ban và giờ đây thì quỹ ban tiếp tục sẽ thúc đẩy cái việc này ra sàn hạ viện sau khi nó được bỏ phiếu ở trong quỹ ban và sẽ đưa ra cái chính thức ở trên toàn sàn hạ viện bỏ phiếu để quyết định buộc tội ông Hunter Biden về tội khinh thường của hội khi ông ta từ chối từ chối và không xuất hiện trước các trác hầu. Đây được xem là một trong những cái lời tuyên bố mới nhất và ông Comer cũng như ông Joe nói rằng hạ viện sẽ không cung cấp bất kỳ một cái sự đối xử đặc biệt nào đối với gia đình của ông Joe Biden. Trong khi quý vị đã, đã nghe được Hunter Biden nói rằng ông ta sẽ đáp ứng cái trác cái hầu và nói rất rõ ràng và không có một sai lạc. Hunter Biden đã nhận ít nhất là hai cái trác có giá trị hợp pháp và thay vì xuất hiện ở ngày 13 tây tháng 12, Hunter Biden đã xuất hiện ở bên ngoài cái tòa nhà của quốc hội. Và hành động này rõ ràng là hành động khinh thường đối với quốc hội và chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện cái tiến trình này. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hunter Biden và của Hạ viện ngày hôm nay trong khi đó thì ngay tại cái nơi sinh ra của Joe Biden ông ta đã bị chửi bới và đuổi về nhà. Bản tin mới nhất cho biết khi mà viếng thăm tiểu bang Pennsylvania được xem là góc nơi sinh ra của ông Joe Biden, ông ta đã được đón chào bởi những người chỉ trích ông ta. Theo tường trình của một cái uh, chương mục ở trên platform X cho biết, thì người ta đã lên tiếng la hét rằng, loser tức là kẻ thua cuộc khi mà ông ta đã bước vào một quán cà phê ở một cái thị trấn gọi là Allentown tại Pennsylvania, trong đó thì rất nhiều người đã lên tiếng và nói rằng ông là kẻ thua cuộc. đi về nhà đi Joe Biden. đây là lời phát biểu của những cư dân tại Allentown, nơi được xem là có cái nơi xuất thân của Joe Biden, có nghĩa là ông ta sinh ra ở Pennsylvania và ông ta đã ra đến Delaware sinh sống và ông Joe Biden đã viếng thăm Allentown trong cái nghị trình để quảng bá cho cái chương trình về nỗ lực kinh tế của chúng ta để giúp đỡ cho các cơ sở tiểu thương và trong quán cà phê ông ta đã đùa giỡn với một số những nhân viên và trong đó ông ta nói rằng tên của ông ta là Joe Biden ông ta làm việc cho, cho thống đốc và ông ta là thượng nghị sĩ và ông ta đã có những cái đùa giỡn với một số nhân viên làm việc ở trong quán cà phê và một cái tiệm giày tuy nhiên thì chuyến viếng thăm này đã bị phản đối sau khi mà có một số cư dân tại đây đã lên tiếng phản đối ông ta và ngay sau khi mà ông ta đã có mặt ở đây thì những người biểu tình phản đối ông ta ủng hộ cho do thái trong cuộc chiến chống lại nhóm khủng bố Hamas cũng đã dương lên và cái bản biểu ngữ và chống đối ông ta. Chúng tôi sẽ nhớ cái tháng 11 và sẽ không có một cái cuộc bỏ phiếu nào cho hành động diệt chủng và Joe Biden. Đó là một trong những cái lời tuyên bố của những người biểu tình chống ông ta. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ ngày hôm nay và liên quan tới Á Châu ngày hôm nay hầu hết các bản tin đều tập trung vào cái cuộc bầu cử của Đài Loan đầu tiên hết là Hạ viện đã thông qua hai cái dự luật ủng hộ cho Đài Loan bản tin mới nhất cho biết thì à, phía Hạ viện đã có hai cái nghị quyết và trong đó đã được thông qua bởi sàn Hạ viện trong tuần lễ này để ủng hộ cho Đài Loan một trong những cái cái thông báo này đã được đưa ra chỉ một ngày trước khi mà Đài Loan có cuộc bầu cử và đã được thông qua bởi các ủy ban tại Hạ viện cái nghị quyết đầu tiên có tên gọi là Taiwan Non Discrimination Act được bảo trợ bởi dân biểu dân Kim trong đó kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ là phải có hành động ủng hộ cho Đài Loan và thúc đẩy cái vai trò của Đài Loan trong cái tổ chức gọi là International Monetary Fund tức là quỹ tiền tệ quốc tế IMF và cái nghị quyết thứ hai có tên gọi là Protect Taiwan Act được bảo trợ bởi dân biểu Frank Lucas đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ nghiêm cấm các đại diện của nhà nước cộng sản Trung Quốc ở tất cả những cái định chế tài chánh nếu như họ tấn công đảo Quốc Đài Loan và đe dọa tới hòa bình và an ninh hai dự luật này đã được thông qua ngay trên sàn hạ viện của Hoa Kỳ một ngày trước khi mà Đài Loan có cuộc tổng tuyển cử đó là bản tin liên quan tới tình hình của Đài Loan ngày hôm nay. Và cũng liên quan tới Đài Loan ngày hôm nay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đã gặp gỡ với các viên chức ngoại giao cả Trung Quốc lẫn Nhật Bản để tìm kiếm sự ổn định trên đảo quốc Đài Loan trước khi có cuộc bỏ phiếu. Bản tin từ hãng thông tấn AP cho biết thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông Anthony Blinken đã nhấn mạnh tầm quan trọng về hòa bình và ổn định trên eo biển Đài Loan trong lúc mà ông gặp giới chức cao cấp ngoại giao của Trung Quốc vào ngày thứ Sáu và chính quyền của Joe Biden đang tìm cách giảm đi những căng thẳng trên bán đảo ở trên cái đảo Trung Quốc Đài Loan trước cuộc bầu cử tổng thống. Ông Blinken đã ngồi xuống với lại Liu Changchao, được xem là một viên chức đặc trách về quốc tế của Bộ Chính trị Cộng sản Trung Quốc. Vài giờ sau đó, thì ông cũng đã gặp gỡ với lại Yoko Kamikawa, là ngoại trưởng của Nhật Bản à, và là một đồng minh thân cận của Hoa Kỳ tại Á Châu chính quyền của châu Biden đang tìm cách giảm đi tất cả những căng thẳng trên đảo quốc đài loan giữa lúc mà đảo quốc này đang có cuộc bầu cử và trong đó thì phía bắc kinh vẫn tìm cách gọi là uy hiếp và tìm cách thay đổi kết quả bầu cử hoa kỳ vẫn không ủng hộ cho bất kỳ một ứng cử viên tổng thống nào ở trên đảo quốc đài loan tuy nhiên thì họ nói rằng họ không muốn phía trung quốc có những cái hành động xen vào cuộc bầu cử này Tại, nói về Đài Loan thì ông Blinken và ngoại trưởng của Nhật Bản là Kamikawa cũng đã thảo luận về cái cuộc chiến tại Ukraine cũng như biến chuyển tại Trung Đông trong lúc mà có cái chuyến viếng thăm của à, thủ tướng của Nhật Bản tới Hoa Kỳ vào đầu tháng 3 theo tường trình của một tờ báo tại Nhật Bản cho biết và ông Blinken đã nói với Kamikawa là ngoại trưởng của Nhật Bản là điều quan trọng nhất là phải bảo đảm sự hòa bình an ninh và sự thịnh vượng trên tuyến đường indo pacific đây được xem là chuyến đi khá quan trọng và gặp gỡ với giới chức trung quốc chỉ một ngày trước khi mà đài loan có cuộc bầu cử đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc đài loan ngày hôm nay và các nhà lập pháp cũng như các nhà phân tích chính trị đang quan sát rất cẩn thận cuộc bầu cử tại đài loan và họ đề phòng tới trung quốc giữa lúc mà đài loan đang có cuộc bỏ phiếu diễn ra thì các nhà hoạch định về chính sách cũng như là các nhà lập pháp của hoa kỳ đang quan sát rất cẩn thận những biến chuyển xảy ra xung quanh đảo quốc này giữa lúc mà bắc kinh đang tăng cường cái mạng lưới tuyên truyền và hacker của họ tấn công vào tâm lý của người dân đài loan lãnh đạo của đảng cộng sản gần như là họ đang tìm cách đủ mọi thứ để mà có thể gây ảnh hưởng tới kết quả của bầu cử đài loan đó là lời phát biểu của một chuyên gia phân tích về chính sách là doxon đã cho biết như trên và Dodson được xem là một cựu à, sĩ quan hải quân và hiện nay ông cho biết là trung quốc đang nỗ lực tìm cách gây ảnh hưởng kết quả bầu cử và có sẽ có những cái hành động đe dọa quân sự tới đảo quốc đài loan khi mà có một cái khuynh hướng mà đối lập với họ thắng cử hoặc là chiếm phần thượng thượng cơ hơn đây được xem là một trong những bàn nhận định và nói rằng đảng cộng sản trung quốc sẽ có phản ứng khá mạnh Tuy nhiên chưa chắc đã dẫn tới một cuộc giao tranh hoặc là một cái cuộc xung đột về quân sự. Đây là bài phân tích của các chuyên gia phân tích về chính sách của uh, Hoa Kỳ với lại của Đài Loan và kể cả Trung Quốc. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Hoa Kỳ và Trung Quốc ngày hôm nay. Và liên quan tới tình hình bầu cử Đài Loan ngày hôm nay, kết quả sơ bộ đã có tổng cộng là 19 triệu người đã đi bỏ phiếu. Và giờ đây thì uh, số phiếu được kiểm sơ khởi nhân vật Lai Chân Tê là phó tổng thống của Đài Loan à, là cái người đang dẫn đầu với tổng số phiếu là hơn 5 triệu phiếu và ở trên đây tờ South China Morning Post đã có một cái bản tường trình trực tiếp và cập nhật mỗi nửa giờ đồng hồ thì quý vị, đây là kết quả của cái cuộc bầu cử năm 2024 tại Đài Loan trong tới giờ phút này và được à, cập nhật theo giờ địa phương và đã cập nhật rất xác thì trong đó ông Lai Chinh Tê tức là William Lai của đảng DPP tức là đảng dân chủ cấp tiến được 5.016.728 phiếu, ông chiếm 41%. Nhân vật về thứ hai là Hu Yu Yi thuộc KMT tức là quốc dân đảng của Đài Loan à về thứ hai là 33% với 4.123.000 350 phiếu và người thứ ba là cô Quen Chê thuộc đảng TPP tức là đảng nhân dân của Đài Loan, về thứ ba 26%, ông này được 3.242.560 phiếu và đây là kết quả sơ khởi và tổng cộng là có 19 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu ở ở, ở tại Đài Loan. Đây là cái con số báo cáo mới nhất từ phía Đài Loan đưa ra tính cho tới giờ phút này và có thể là kết quả chiều tối ngày hôm nay sẽ được rõ nét hơn và hiện nay Lai Chiên Tê đang dẫn đầu ở mức là 41% nhân vật về nhì là Hu Yui là 33% và khoảng cách của đôi bên là khoảng gần 900.000 lá phiếu đó là bản tin liên quan tới tình hình của đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay và cũng liên quan tới đảo quốc Đài Loan ngày hôm nay, giữa lúc cuộc bỏ phiếu đang diễn ra, thì Đài Loan cho biết 8 chiếc máy bay quân sự và 6 tàu chiến của Trung Quốc đã xuất hiện trên eo biển Đài Loan ngay trong ngày bầu cử. Bộ Quốc phòng Đài Loan đã phát hiện ra 8 chiếc máy bay quân sự và 6 tàu chiến của Trung Quốc xung quanh đảo quốc Đài Loan từ 6 giờ sáng ngày thứ 6 cho tới 6 giờ sáng ngày thứ 7, trong lúc mà Đài Loan đã bắt đầu có cuộc à, bầu cử của ghế tổng thống. Bản tin mới nhất cho biết, thì à, cái lực lượng không quân của PLA gồm có một chiếc Shangsi YX chiếc à, giám sát cơ chống tiềm tiêu đỉnh đã xâm nhập vào cái à, vùng nhận dạng phía na, tây nam của Đài Loan theo tường trình cho biết thì à, trong đó thì à, các cái tàu của các cái chiến đấu cơ của PLA cũng đã băng ngang qua lằn tranh đỏ trên eo biển Đài Loan và để đáp ứng lại thì Đài Loan đã gửi các chiến đấu cơ các tàu chiến hệ thống phòng thủ ở trên mặt đất cũng như là hệ thống radar để giám sát tất cả những cái cuộc xâm nhập này của phía Trung Quốc. Đây được xem là một trong những cái hành động mới nhất mà Trung Quốc đã đưa ra ngay trong ngày bầu cử của Đài Loan. Cùng một lượt thì phía của Bắc Hàn cho biết là họ đã ngưng lại tất cả cái hệ thống phát hình phát thanh về radio và giới hạn sự trao đổi với lại phía của Nam Hàn. Bản tin từ Seoul cho biết Bắc Hàn đã ngưng lại một cái trạm radio sử dụng đã được xem là để gửi tất cả những cái cốt thông điệp cho phía nhân viên của họ tại Nam Hàn theo tường trình của hãng Yonhap cho biết vào ngày thứ Bảy và dấu hiệu cho thấy quốc gia bị cô lập này hiện, hiện nay dường như là đang tìm cách có thái độ cứng rắn hơn với phía Nam Hàn. Bắc Hàn đồng thời cũng đã gia tăng áp lực với Nam Hàn trong những tuần lễ gần đây khi mà họ gọi Nam Hàn là một cái kẻ thù chính uh, chính thức của họ và Bắc Hàn sẽ không bao giờ đoàn kết lại với Nam Hàn và cam kết rằng sẽ tiếp tục tăng cường cái khả năng về nguyên tử của họ nếu như có sự đe dọa từ phía Nam Hàn và phía Hoa Kỳ, đài Radio Bình Nhưỡng được biết là một có một loạt những cái trạm phát thanh của họ và trạm phát thanh này gần như là để phát thanh, tuy nhiên họ luôn đưa ra những cái mã code về hoạt động gián điệp cho những uh, viên chức tình báo của Bắc Hàn hoạt động tại Nam Hàn thông qua cái hệ thống radio này bằng những cái mật ngữ và <laughs> nhà lãnh đạo của Bắc Hàn là Kim Jong Un trong cái lời phát biểu vào cuối năm vừa qua ông ta tuyên bố là sẽ tăng cường rất nhiều những cái mạng lưới về à, à, vũ khí bao gồm luôn cả cái kho vũ khí nguyên tử của họ và sẵn sàng có những cái hành động chuẩn bị để mà đối phó với cuộc xâm lăng của Nam Hàn và đầu sáng thứ bảy hôm nay thì Bắc Hàn loan báo là họ sẽ giới hạn tất cả những cái trao đổi về dân sự với phía của Nam Hàn trong đó gần như đã, đã... Bắc Hàn vẫn dành ra một cái không gian cho việc hỗ trợ dân sự giữa đôi bên. Tuy nhiên, hành động này đã bị giảm lại sau khi có một thông báo mới nhất vào sáng ngày hôm nay. Bên cạnh đó thì Bắc Hàn cũng đã cho shutdown, tức là đã cho đóng lại tất cả những cái trạm radio vốn để phát thanh, nhưng thật sự những trạm radio này thường xuyên dùng những mật ngữ để chuyển những cái tin tức và những cái mật lệnh của Bắc Hàn cho giới chức tình báo của họ hoạt động trong lòng của Nam Hàn. Đó là bản tin liên quan tới tình hình của Á Châu Thái Bình Dương ngày hôm nay. Và đó cũng là bản tin sâu cùng trong phần tin tài sự buổi sáng ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều cho bản tin này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!